Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Kỳ MMO. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn kiếm NFT ở bên mạng Optimist các bạn nhé. Dự án này thì chúng ta cứ gọi đơn giản là OP. Dự án này chúng ta sẽ nhận được một NFT. Chúng ta sẽ có 100k slot đầu tiên. Bạn nào mà chưa làm thì các bạn có thể làm theo hướng dẫn của admin để tham gia dự án này nhé. Đầu tiên là chúng ta ấn vào cái link ở bên dưới phần video lên đây để chúng ta connect đến ví và cái chúng ta đăng ký cái connect cái claim cái NFT ở đây. Chúng ta chuẩn bị cho mình một cái ví MetaMask có mạng MTH cũng như là mạng OP nhé. Bạn nào mà chưa có add mạng OP thì các bạn add cho mình. Ở đây thì chúng ta chưa nó chưa hiện cái phần min này đâu mọi người nhé. Chúng ta sẽ phải làm thì nó mới hiện nè. Chúng ta phải brick, tức là chúng ta phải chuyển từ mạng Ethereum sang mạng Optimist nhé các bạn nhé. Mạng OP, chúng ta nói OP cho nhanh, cứ mít mít mệt quá đấy cơ. Vậy chúng ta sẽ phải lên cái sàn Elimin để chúng ta check xem là cái ví ETH của chúng ta, ví Ethereum ấy của chúng ta xem có cái token, có cái NFT nào không. Nếu không có thì chúng ta sẽ phải mua NFT ở trên sàn này luôn. Cái con nào rẻ nhất thì mọi người mua nhé. Ví dụ mình có cái con này đi. Đây. Đấy thì con này thì chúng ta ấn vào info. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn nhé. Và chúng ta dán cái token ID vào đây. Ở bên này thì chúng ta sẽ có contract này. Nó sẽ có contract chứ không phải là chúng ta. Đây chúng ta sẽ copy lấy contract. Dán vào đây để cho nó tìm. Rồi, sau chúng ta ấn vào allow, sau đấy chúng ta ấn brick. Chúng ta brick thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải mất phí nhé. Đấy, approve, sau đấy mình approve một lần rồi cho nên nó bỏ qua cái bước đấy, nếu không các bạn phải approve tiếp nhé. Ôi, mất hơn 5 đô đấy mọi người ạ. À. Đây. Đấy thì bạn nào mà chưa chuyển thì các bạn ấn vào chuyển nhé. Confirm là nó sẽ chuyển sang. Nó sẽ chuyển sang sau đấy thì mọi người nhớ là chúng ta chờ trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Chúng ta quay lại cái ở đây, chúng ta load lại này. Đấy, thì nó sẽ hiện cái nút min cho các bạn nhé. Đấy, nó ghi là allow list nha. Nhưng mà sau khi mà chúng ta chuyển xong thì nó ghi là min, để chúng ta ấn vào min nhé. Đấy, chúng ta cũng cần phải có một ít phí ở bên mạng OP nhé mọi người nhé. Ở đây nó ghi là maxi min token already minter, tức là mình đã min rồi. Đấy, còn nếu mà các bạn chưa có thì các bạn ấn vào min thôi. Các bạn phải có một ít cái gì nhỉ? ETH ở bên mạng OP này nhé. Nó ghi là OETH nha. Nếu mà các bạn mà chưa biết cách để chuyển lên thì chúng ta vào trong cái sàn Hope Hope Exchange. Các bạn vào trong Hope Exchange này, đây. Mình hay gọi là sàn hợp đấy. Chúng ta use. Chúng ta chuyển một ít ETH ở mạng Ethereum sang mạng OP nhé các bạn nhé. Chúng ta cũng chuyện cũng làm cái nhiệm vụ bridge luôn. Ở đây chúng ta ấn vào send này, chúng ta chọn mạng nhé, mainnet này. Ở đây chúng ta chọn mạng là OP này, connect lại ví này. Đấy, ở đây ví dụ chúng ta 0.01 đấy thì nó sẽ ở bên này, chúng ta sẽ nhận được ở đây nhé. Đấy, chúng ta ấn vào send. Đấy, khi mà chúng ta ấn send ấy, thì chúng ta sẽ nhận được OETH ở trên mạng Optimist để chúng ta làm phí mọi người nhé. Sau đấy thì xong tất cả rồi nhé. Cái dự án này đương nhiên là chúng ta làm mất phí và chúng ta cũng có thể bán được ở trên sàn sàn của nó. Đây là sàn Quick này, Quick X này. Thế nhưng mà chúng ta chủ yếu là chúng ta làm để chúng ta săn round trip, tại vì là cái mạng OP là chưa có round trip mọi người nhé. Đấy, chưa có airdrop cho người dùng ở trên mạng này và chúng ta làm nhiệm vụ bridge chuyển NFT này, biết đâu sau này thì nó có chụp nhanh thì chúng ta lại lọt vào trong cái danh sách mà có những cái bạn chuyển 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 NFT từ mạng này sang mạng kia, sử dụng nền tảng Brick thì biết đâu mình lại trúng cái airdrop hoặc là round trip. Đấy, vì thế cho nên là chúng ta một công hai ba việc luôn. Đấy, mọi người nhá. Chúng ta mất một ít phí nhưng mà thà là mất một ít phí sau này thì chúng ta đỡ tiếp. Tại vì cái mạng này là chưa có round trip nha mọi người nhá. Ví dụ mạng hôm trước là mạng ATPT đấy, chúng ta có round trip khoảng mấy nghìn nhỉ? Hơn 1.000 đô la, khoảng 1.500 đô la, thì cái mạng này biết đâu phải không các bạn. Tiếp theo nữa là chúng ta vào cái phần chúng ta claim ví rồi, ở claim NFT rồi nhá, thì chúng ta vào phần My My NFT này. Đấy, để chúng ta check. Đây, chúng ta claim được cái đồng này nè. Đây. Đấy, chúng ta ấn vào đây.
Đấy, chắc các bạn muốn sell để các bạn ấn vào sell. Ví dụ có một số bạn bán 0,005 này là trôi nhá. Đây đang giá sàn là 0,0051. Đấy. Thì các bạn bán nó cao hơn một ít đi nhá. 0,009 đấy. Ví dụ như kiểu 9 này, 91 này. Nó sẽ mất một ít phí nữa. Đấy, chúng ta sẽ đấy chúng ta sẽ mất một ít phí thôi, nói chung phí bên mạng OP này lại vũ rẻ hơn, chỉ có phí ETH là đắt thôi mọi người nhé, chứ còn phí ở bên OP cũng như là hoặc là Arbitrum đều rất là ít phí thôi, không không có nhiều. Chúng ta ấn vào sinh nhé để chúng ta list đấy. Đấy coi như là chúng ta list xong nhé. Rồi chúng ta quay lại cái sàn nó này. Ở đây cái giá này, đấy, chúng ta ấn vào phần activity. Đấy, chúng ta ấn vào sale. Sale. Đấy, có một số bạn đang bán là 0,0052 nè. Chúng ta xử xem nào, vốn hóa thị trường. 1.583. Khoảng 8 đô mọi người, 8 đến 10 đô. Ê, mấy con đấy mọi người muốn bán thì mọi người có thể bán nha mọi người nhé, hoặc là không thì các bạn có thể để lên giá thì chúng ta bán sau cũng được nha mọi người nhé. Đấy biết đâu may sau này chúng ta lại được round trip, cho vì thế cho nên là thôi vừa hướng dẫn các bạn tham gia kiếm NFT cũng vừa hướng dẫn các bạn để các bạn mai sau này biết đâu có round trip nha. Thì các bạn nào mà muốn làm thì các bạn sẽ phải làm nhé, sẽ phải làm theo hướng dẫn của admin nhé. Còn nếu mà các bạn không muốn làm thì các bạn có thể bỏ qua dự án này nhé, tại vì cái dự án này có phí. Chúng ta chuẩn bị khoảng 5 đến 6 đô ở trên mạng Ethereum cũng như mạng OP. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh Telegram cũng như là kênh YouTube của mình để theo dõi và tham gia những dự án tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.